Xin chào tất cả các bạn, mình đến từ web đầu tư là gì.com. Nay thì do thị trường giảm điểm ấy, nên là mình sẽ vào nhận định thị trường một chút. Thì trước hai phiên hôm qua và hôm nay thì đều thấy là thị trường đang giảm điểm ấy. Hiện tại mình đang quay video này là lúc 11 giờ 18 phút thì giá mình đang thấy là đang ở chỉ số của VN Index là 1338 các bạn nhé, 1338. Chỉ số này thì đang là giảm 3,44 điểm, tương ứng với 0,26% các bạn nhé. Thì thời điểm này thì tốt nhất là các bạn sẽ không lên mua bắt đáy các bạn nhé. Bởi vì thời điểm này thì chúng ta cũng không biết là thị trường sẽ diễn biến như thế nào ấy. Nếu trong trường hợp xấu mà VN Index đảo chiều có xu hướng là giảm luôn ấy, thì sẽ cái mức giảm của nó chúng ta không biết nó sẽ giảm đến tận đâu ấy, thì như vậy là nhiều khi là chúng ta sẽ bị lỗ ngay sau lần bắt đáy đầu tiên này, nên là chúng ta sẽ không bắt đáy, không giao dịch thời điểm này nhé. Còn với những bạn mà đang cầm cổ phiếu thì các bạn sẽ cân nhắc nhé. Tức là trước khi giao dịch thì chúng ta đã có những cái gọi kế hoạch giao dịch riêng của mình rồi. Những cổ phiếu nào mà đến gọi là đến giá cắt lỗ thì chúng ta cứ cắt các bạn nhé. Còn những cổ phiếu nào mà chưa ở mức giá cắt lỗ thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục giữ. Bởi những cổ phiếu mà nếu như mà xu hướng của nó là xu hướng đi lên, xu hướng tuần đi lên ấy, thì cho dù VN Index có giảm ấy thì nó cũng chỉ giảm. Tức là nó cũng chỉ giảm trong thời gian rất là ngắn rồi nó sẽ bật lên luôn, nên chúng ta cũng sẽ yên tâm. Nếu mà chưa vào điểm cắt lỗ thì chúng ta sẽ vẫn tiếp tục giữ. Và lưu ý là thời điểm này chúng ta không mua bắt đáy. Và nếu như mà bạn nào mà đang gọi là margin quá cao, nguy cơ full margin ấy, thì lên cắt bớt margin nhé. Lên hạ tỷ trọng bớt margin. Những cổ phiếu nào mà chúng ta thấy là gọi là cổ phiếu yếu ấy, cái tín hiệu lên của nó kém hơn so cổ phiếu khác thì chúng ta sẽ ưu tiên cắt trước các bạn nhé. Đó thì với xu hướng ngày và xu hướng tuần của VN Index hiện tại là đều đang có tín hiệu xuống, nên là chúng ta sẽ gọi thời điểm này chúng ta chỉ đứng ngoài quan sát thôi các bạn ạ. Không giao dịch. Nếu bạn nào mà chưa có cổ phiếu thì cũng không nên bắt đáy vào giai đoạn này nhá. Bắt đáy vào giai đoạn này thì nó rất là nguy hiểm. Nhiều khi là thị trường sẽ giảm rất mạnh nữa thì coi như chúng ta lại mua ở giá rất là cao. Trong cái biểu đồ 1 giờ thì mình thấy rằng có dấu hiệu là đang đi xuống rồi, như vậy là tức là trong một vài ngày tới thì khả năng VN Index sẽ vẫn tiếp tục đi xuống. Nên các bạn lưu ý trong thời điểm này nhé. Thị trường cổ phiếu thì biến động rất là nhanh ấy, nên là trước khi mà chúng ta giao dịch một cổ phiếu nào thì các bạn đều lên có kế hoạch giao dịch trước nhé. Đều phải xác định cái mức giá chốt lời và mức giá cắt lỗ từ trước, để tránh trường hợp khi mà thị trường diễn biến quá nhanh chúng ta không kịp phản ứng ấy thì chúng ta không biết làm thế nào, dẫn đến là rất nhiều bạn là sẽ bị kẹp hàng và lỗ rất là lâu. Nhiều khi là chúng ta không còn tiền để mua các cổ phiếu khi mà cổ phiếu đã giảm xuống đáy. Thì trên đây là nhận định của mình về thị trường VN Index thời điểm này. Tất cả các bạn mà muốn nghe nhận định kỹ hơn hay tư vấn về các cái khuyến nghị mua bán cổ phiếu ấy, thì các bạn có thể inbox cho mình qua số điện thoại là 0966 192 366. Hoặc các bạn mà muốn tìm hiểu thêm về các cái thông tin về thị trường chứng khoán thì các bạn sẽ vào web của bên mình nhé, đầu tư là gì.com các bạn nhé. Hiện tại thì do trời mưa nên là chỗ mình đang không có mạng nên là mình cũng không truy cập được web ấy, thì các bạn cứ vào các bạn gõ nhé, đầu tư là gì.com các bạn nhé. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.